Thưa quý vị, 2 năm liên tiếp, thành phố Đà Nẵng đối diện với tình trạng ngập úng đô thị và điều này cho thấy những bất cập trong quy hoạch mạng lưới thoát nước tổng thể. Nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt, nhất là những vùng trũng thấp, thành phố đang khẩn trương huy động tối đa nhân vật lực, hoàn thành các phương án tiêu nước trước cao điểm mùa mưa. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đội công nhân vận hành 5 trạm bơm chống ngập, công tác kiểm tra, sửa chữa, xây dựng kế hoạch dự phòng để bảo đảm trạm bơm hoạt động liên tục khi cần thiết. Đối với mùa mưa thì thường thường là hay là cai ngõ thì cũng ảnh hưởng tới cái nguồn điện chính là cái trạm biến áp. Nên đó là công ty cũng đề xuất là đối với mùa mưa thì công ty chủ động thì đề xuất có vấn điện dự phòng. Khi cần thiết, khi mà sự cố mà cúp điện xảy ra thì cũng có nguồn phát vật liệu dự phòng để chạy mới hơn. Tại khu vực thường xuyên ngập úng, các phương án tiêu thủy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khu dân cư mà bị trũng thấp là đưa máy bơm di động đấy để mà bơm cho những khu vực trũng thấp mà địa phương yêu cầu, và chuẩn bị xe đào, xe cẩu để vớt rác ở những cái vị trí cầu cống mà bị rác bèo rồi nó đọng lại. Tại quận Liên Chiểu, địa phương có 4 điểm ngập sâu trong 2 năm qua cũng đang khẩn trương tổ chức các điểm thi công nạo vét hệ thống thoát nước nhằm tăng tối đa khả năng lưu thông dòng chảy, trong đó tập trung vào 2 khu vực Mẹ Suốt và Thanh Vinh. Trong đó là có thực hiện công tác phát quang cây cối bụi rậm để tăng khả năng thoát nước và thực hiện công tác nạo vét lòng kênh mương để cho khả năng thoát nước được tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay, số cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ có thể cao hơn 1,9 cơn. Các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ nay đến tháng 11 và nửa đầu tháng 12 năm 2024. Để cập nhật về tình trạng ngập úng, ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã thống kê các điểm thường xảy ra tình trạng ngập sâu, thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng tiện ích để người dân lựa chọn phương án di chuyển an toàn.